Ê. Ê. Cô ca mới ngủ dậy nha. Bây giờ là 4 giờ, 4 giờ 40 phút rồi. Chiều ngày 2 tây tháng 4. 4 giờ 40 phút chiều. Ê. 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 Nhiệt độ phòng hiện giờ là 27 độ C. Ngoài trời là 32, 33 độ rồi. Nóng quá nóng. Trời nắng nóng quá. Đâu, đâu, à, ông nội coi cái biển tả con coi. Tả con sao à. Rồi coi. Nước tiểu không à, bọc nước tiểu không à. Bọc bự tiểu con. Bự quá bự rồi, coi coi coi. Nói gì đi. Nội ơi, lên rước con à. Con ngủ dậy rồi nè. Nội ơi. Mặt tươi rói luôn à, thấy ghét không?